Các ngươi biết đó, làm một bộ giáp đâu có về. Ta sẽ làm một chiếc nón vầng trăng khuyết. Đó, vầng trăng, trời đất ơi, làm cho em đáo điển tâm hồn. Ôi vãi. Xin chào mừng các ngươi đã quay trở lại với kênh của ta. Ta là tu trường Cris Devil Gamer. Và ngày hôm nay ta xin kể cho các ngươi nghe một câu chuyện thời thơ ấu của ta trong thế giới CARDLIFE. Các ngươi không biết CARDLIFE là gì. CARDLIFE là gì? Tiếng Anh, CARD không phải là thứ trong quần các ngươi. Đó là cái thứ nhất. Đừng nhìn xuống quần nữa. CARD ở đây là cạc tông, những cái thùng cạc tông đó. Life là cuộc đời. Và hôm nay ta sẽ kể về cuộc đời như con cạc của ta cho các người coi. Lúc mà ta sinh ra, ta được đặt tên là tu trường cạc. Tại vì ta sinh ra ở trong thế giới cạc mà. Các người cũng hiểu đó. Gương mặt của ta được sinh ra rất là đẹp trai. Ta có một bộ tóc xoăn. Tóc xoăn này. Đó. Ta có một bộ tóc rất là xoăn. Xoăn như là lông nách mặt mưa. Các ngươi thấy đó, bộ tóc cũng rất là đẹp trai. Các ngươi không được chê cái sự đẹp trai của ta. Ta cũng giống như các ngươi, có hai đôi mắt rất xinh đẹp để nhìn đời. Nhưng đời thật trơ trêu thay, lỗ mũi ta lại mọc trên trán. Mọi người gọi ta là mặt cạc. Ta cũng không hiểu tại sao lại gọi mặt cạc. Hình như là do ở trên mặt ta lúc nào cũng có một con cạc. Về cái vùng bụng của ta, do là ta có tập gym. Ta đi tập gym rất nhiều nên gym ta phát triển. Thì các ngươi thấy cái lỗ rúng của ta hơi dài. Các ngươi bỏ qua cho, đó chỉ là cái lỗ rúng mà thôi. Đó, các ngươi thấy đó, thế giới cạc của ta rất là xinh đẹp. Ở đâu các ngươi cũng thấy là cạc mà thôi. Cây cũng cạc, cỏ cũng cạc, núi cũng cạc, sông cũng cạc, nhìn đâu cũng thấy con cạc. Rất là dễ thương. Như các người thấy, đám mây cũng cạc, ông mặt trời không giống con cạc lắm. Rồi. Ta thấy một con chim. Con chim cũng con cạc nha. Con chim với con cạc gần như là một cái chủng loài chung với nhau. Ở đây có ta thấy một cái hang cạc nè. Ôi trời ơi, ôi con cạc màu xanh, con cạc bị bệnh. Con cạc này bị bệnh rồi. Ôi con cạc này hung dữ quá, con cạc này đang tấn công ta. Con cạc yêu quái, trời đất ơi, cái gì mà quýnh ta dữ vậy? Tao quýnh mày có mấy cây. Ây da, chết rồi, ta sắp chết rồi. Ta đang hấp hôi, hấp hôi. Đau quá. Ngươi đừng đánh ta nữa. Mẹ mưa. Chết mẹ luôn. Hồi sinh. Ta có nhiều màng lắm. Bởi vì game này ta nạp tiền mà. Rồi ta sẽ chiến đấu với ngươi đến giọt máu cuối cùng. Ba mẹ. Mày chơi mày cầm cái cây. Mày cầm cái cây cạc, mày quýnh vô mặt tao. Tao cầm cái con cạc của tao, tao quýnh vô mặt mày. Ây da, đau quá. Ngươi sắp chết rồi. Ngươi chết rồi. Vậy là ta đã tiêu diệt được một con yêu quái đầu tiên trong cuộc đời ăn cạc của mình. Không, cuộc đời cạc, ở thế giới cạc thôi, không ăn đâu. Ghê lắm. Rồi. Và ta bắt đầu học được những cái kỹ năng như là chặt cây. Các người thầy đó, ta chặt cây một cách là như mèo quào. Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng em mèo 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 mèo. Đó, các người thấy không? Ta đã chặt được cái cây. Cái cây nó ngã ra. Thế là gỗ văng ra. Ta lụm. Ta bắt đầu ta lụm. Ta hoàn tất cái nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời, đó là kiếm gỗ. Rồi, ta đến với nhiệm vụ thứ hai trong cuộc đời ở thế giới cạc của ta. Đời như cạc mà. Ta thấy một cái bụi là ta bắt đầu ta gặt cỏ. Cấm các người nói lái là gõ cạc nha. Này, gặt cỏ thì nói là gặt cỏ, gõ cạc ai biết gõ gì. Rồi, thế là ta bắt đầu chế tạo ra món đồ đầu tiên của ta, đó chính là chiếc rìu. ta bắt đầu chế tạo ra chiếc rìu của ta. Ta là ông thần cạc mà. Chiếc rìu của ta cũng là một con cạc to lớn. À, các người thấy không? Chiếc rìu của ta là phải như con cạc. Đó, ta muốn đục cái lỗ cho nó thông gió, thông thoáng. Và bây giờ cái lưỡi rìu, lưỡi rìu thì cũng phải thông minh. Lưỡi rìu phải đẹp như hình cây nấm. Đó, đây là vừa búa vừa rìu. Bây giờ ta đi gọt cạc tiếp. À không, gặt cỏ, gặt cỏ. Gặt cỏ, gặt cỏ. Đây, đây là búa cù. Sao các ngươi cười? Búa hình cù thì ta nói là búa cù. Búa cù này rất mạnh mẽ. Nhưng mà thôi, ta nghĩ là ta sẽ chế tạo một thanh gươm, thanh kiếm, tùy theo vùng miền của các ngươi gọi. Mà gươm mà kiếm. Rồi, ta sẽ chế tạo một cái kiếm thiệt là bự. Ủa sao vậy? Tại sao không ra hình? Trời đất ơi, cái gì vậy? Mẹo qua, không được, không được. Vẽ lại. Trứng to lên. Mũi kiếm nhỏ thôi. Rồi, dễ thương. Dễ thương nè. Đây. Rồi, dễ thương rồi. Vậy là ta đã có một thanh cu kim, là kim cu. Nghe nó cứ bd thế nào ấy, giống như là kim cu để bu. À không, ta đi kiếm quái vật để ta đánh. À da, con công này tên là bẻ mù. Bẻ mù, bẻ mù, bẻ mù ơi, bẻ mù. You want the boku? À không, ta không biết nói tiếng Anh, ta không hiểu, ta không hiểu. Mọi người lượng thư bỏ qua cho. Ây da, gặp đau quá. Ê, mày đâu rồi? Con công này. Ây da, ta sắp chết rồi. Ui da, con bé mu này ghê quá. Trời ơi, biết vậy ta làm thanh kiếm dài hơn chút. Thanh kiếm này chim ngắn quá, chết. Ở đâu rồi? À nó đây. Công ơi, con công, con công ơi. Con công này đang chạy trốn khỏi ta. Con công nó ngu là con cu nó ngọng. À không, buổi sáng làm gì có công ngủ ha. Công đâu đi ngủ đâu. Bé mu lại đây anh nói nghe. Ui, quái vật dơi. Quái vật dơi. Quái vật dương vật. Quái vật dương vật. Oh my god. Ta sợ quá. Ta sợ quá. Đừng tấn công ta. Ta chỉ là một tù trưởng hiền lành, một tù trưởng nghiền xét. À không, không, ta không nghiền. Đừng giết ta. Hà, hên quá. Tí nữa là chết rồi. Ăn miếng dâu lơ lấy bình tĩnh. À vậy là hoàn tất nhiệm vụ luôn. Hên quá. Săn một cái con thú gì đó và ăn thịt tươi của nó. Rồi ta hiểu rồi. Bây giờ ta sẽ làm áo vũ. À không, áo giáp. Ê, quái vật dơi. Quái vật dơi tên gì ạ? Tên Im. Tên Im à? Quái vật mà tên Im. Im ăn con chim nha. Im nè, im nè. Im đi, im đi. Rồi chết rồi. Ha ha ha. Một nụ cười rất là công nghiệp. Nụ cười giả tạo, diễn dở quá. Rồi ta sẽ lấy cho mình mà là một bộ giáp để tập phòng ngự. Phải thu hoạch những cái này, cột lại cái dây thì mới tạo lên được bộ giáp. Các ngươi biết đó, làm một bộ giáp đâu có dễ. Ta sẽ làm một chiếc nón vầng trăng khuyết. Đó, vầng trăng, trời đất ơi. Ôi vài làm cho em đáo điển tâm hồn. Trời ơi, ra hình cái hết hồn luôn. Ôi, cái đó ghê quá. Ta sẽ làm một thứ khác, đó là cái áo giáp. Áo giáp gây si mê cho các nam nhi. Áo giáp gây si mê nhất cho các đấng nam nhi là áo giáp hình cái ống dòm. Đây là hình ống dòm nha. Các ngươi đừng nghĩ bày ta. Ta là đầu óc trong sáng. Các ngươi là trong tối. Các ngươi mới nhìn mấy cái hình thù đó, mấy ngươi mới nghĩ bày mà thôi. Ta phải lấy thêm gồ. Trời tối rồi. Cảm ơn các ngươi đã theo dõi clip này. Nếu mà các ngươi thích cái video này và series này thì đừng quên để lại cho ta một like và một subscribe để mà ta có động lực ta kể về cuộc đời như con gà của ta cho các ngươi xem. Và đừng quên để lại comment cho ta hướng dẫn ta cách để kể về cái cuộc đời này cho các ngươi càng thêm hấp dẫn hơn. Và bây giờ thì ta xin chúc các ngươi có một ngày tốt lành. Yeah,